xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Rút Bếp Nhỏ Xíu nha. Thì đây là cái hàng cây trên cái tuyến đường mình về nhà của má mình nè mọi người. Thì những cái cây này là đối với người dân miền Tây là nhìn vào là biết ngay đây là cây gì nha mọi người. Đây là một cái loại cây mộc, nó kiểu nó mộc hoang đó mọi người, không có ai trồng hết á. Nó tự mọc lên ở những quen sông và nó có cùng họ với cây mãng cầu đó mọi người. Thì đây người ta gọi là cây bình bát nha mọi người. Thì trái nó khi mà chín thì nó sẽ có cái màu vàng nè. Thì hôm nay thì mình trên đường đi về nhà của má mình đó mọi người, thì mình thấy nhiều trái chín lắm nên là mình đã ghé vô mình bẻ nè mọi người. Trái làm như lúc này là ngay mùa của nó hay gì á, nó trái rất là nhiều luôn. Mình thấy ham quá à, bẻ nhiều lắm. Nhưng mà theo mà bẻ như vậy thì không biết mình có ăn hết không nữa. Thì mình thấy nhiều quá nên mình bẻ vậy thôi. Thì hôm nay thì trông mình giống như là ninja ăn trộm bình bát vậy mọi người. Thì mình nói đùa chứ nó mọc bên đường thì không có ai trồng nên là mình bẻ thì cũng không ai không ai la hay là sợ gì hết đó mọi người. Và đây là mớ bình bát mình bẻ được là mọi người, nó cũng cỡ hơn một chục trái. Thì có trái nó chín nó hơi chín nhiều, còn có trái thì nó cũng mới vừa chín tới mọi người. Thì mình sẽ để qua một đêm cho nó chín rồi mình mới đem ra mình ăn ha. Và bây giờ thì mình sẽ đem bình bát ra mình coi trái nào ngon rồi thì mình sẽ đem đi dầm ha mọi người. Trái nào mà nó chín hơi tới chín mùi thì nó sẽ thơm và cái vị nó không có bị nồng cái mùi cái mãng cầu á, cái mùi nó không có bị nồng á mọi người. Thì trái khi mà chín có cái màu vàng rất là tươi luôn. Có trái nó bị chín quá nó bị úng hư mà thì mình bỏ ha mọi người. Trái nào mà nó chín nhưng mà còn cái độ cứng thì mình nên để lại mình ăn. Còn trái nào úng quá thì mình bỏ đi ha. Thì bây giờ thì mình đã lựa ra được 4 trái nó hơi chín hơn nè. Rồi mình sẽ đem đi rửa, mình đem đi rửa sạch. Rồi sau đó thì mình mới gọt vỏ nha mọi người. Thì bình bát thì nó như mình nói là nó cùng họ với mãng cầu mọi người. Nên là nó có một cái cùi giống như trái mãng cầu mà mãng cầu gai hay là mãng cầu na đó mọi người. Và bên trong nó có rất là nhiều hột. Riêng bình bát thì nó cái thịt nó không có nhiều giống như mãng cầu và cái vị của nó là chua rất là nhiều hơn là ngọt. Thì những cái trái chín mùi á, thì nó sẽ có vị hơi ngọt ngọt một xíu. Thì thường trái này á, là mình ăn mình sẽ dầm với đường. Nhưng mà nói chứ lúc còn khi mà mình còn nhỏ đó thì nhiều bạn nó không có đường, không có tiền mua đường thì nó cũng ăn tươi luôn cũng được. Tại vì khi mà chín nó cũng có vị hơi ngọt ngọt rồi. Thì đây là bình bát mình đã gọt xong hết phần vỏ này mọi người. Bây giờ thì bình bát mình sẽ dùng muỗng đó mình dầm cho nó nhuyễn ra, cho mấy cái thịt nó, cho mấy cái hột nó bị tách rời ra nhau á, thì mình mới bỏ đường vô mình trộn. Thì bình bát sau khi mà mình dầm cho nó tách rồi các hạt ra, giống như mắng cầu mình ăn mình cũng hay dầm ra đó, thì mình sẽ cho đường vô. Thì mình sẽ cho đường vừa vừa rồi mình trộn mình thử. Thì bình bát nó có vị chua đó, thì mọi người thích ăn dạng như chua chua ngọt ngọt thì mình để đường vừa theo ý mình thôi, còn muốn ăn cho ngọt thì mình thêm nhiều đường xíu. Khi mình bỏ đường vô rồi mình trộn đều thì nó sẽ tan đường ra, thì nó có sẽ có cái nước bình bát như thế này nè. Thì mình sẽ cho với nước đá rồi mình ăn luôn, hoặc là mình có thể để bình bát này vô trong tủ lạnh đó.
để cho nó mát rồi mình ăn luôn cũng được. Thì mình thích cái kiểu là cho nước đá vô thì nó tan ra nước nó sẽ ngon hơn. Mình thích uống cái nước mình bát đó, nó có vị mùi thơm chua chua ngọt ngọt rồi nó có nước đá lạnh lạnh á, mình thích ăn như vậy hơn. Còn mình cho cái bình bát này vô ngăn mát thì nó lạnh nhưng mà nó không có phần nước ha mọi người. Hai mọi người thì bây giờ mình sẽ thưởng thức cái món bình bát dầm đường này nha mọi người. Thì bình bát mà khi mình dầm với đường á thì cái mùi rất là thơm, rất là hấp dẫn luôn mọi người. Bây giờ thì mình mời mọi người cùng dùng thử với mình nha. Bình bát này sẽ có cái vị chua. Khi mình dầm với đường á thì nó sẽ có vị chua ngọt, và với đá thì nó lạnh lạnh rất là thơm ngon luôn á. Thì trái này lâu lắm rồi thì mình mới được ăn trở lại đó mọi người. Thì khi bé ở xóm mình á, con nít nhiều lắm, lúc đó mình được cỡ, nói chung là còn bé cỡ tiểu học đó mọi người. Thì mấy đứa trong xóm á thì buổi sáng nó không có gì ăn đâu, nên là nó sẽ đi bẻ bình bát về và nó dầm đường ăn sáng đó mọi người. Cái thời đó hơi khó khăn nên là không có tiền để ăn sáng đâu, nên có thể nói là cái trái này là cái trái mang ký ức tuổi thơ luôn á, tuổi thơ dữ dội. Mà cái hương vị nó lâu lắm rồi mình không có ăn, và giờ ăn nó vẫn thấy rất là ngon nha mọi người. Tuy nhiên thì ăn cái bình bát này nó khó có chỗ là rất là mỏi miệng, vì cái thịt của nó không có nhiều á và nó hột nhiều lắm, nên là mình phải ăn hơi mỏi miệng chút. Mình thích dầm với đá thì nó có tan ra nước như thế này nè mọi người. Mình thích uống nước nó thơm ngon lắm mọi người. Thì trái bình bát này thì công dụng của nó là nhiều công dụng về trị bệnh lắm mọi người, nhưng mà trái chính thì mình ăn mình chủ yếu là mình kiểu như giải nhiệt trong những ngày nắng nóng ha, và nó có nhiều vitamin đó mọi người. Thì là cây là mọc quanh giữa rất là nó mọc rất là nhiều nhiều nơi đúng mọi người, giống như là cây mọc quanh tự nhiên mà lại công dụng rất là tốt luôn. Đến đây thì mình rất là cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Nếu có dịp về miền Tây hoặc là bắt gặp được cái quả bình bát này thì mọi người có thể bẻ trái chín để mình dùng thử nha. Còn nếu mọi người mà ở người dân miền Tây thì quá quen thuộc với những cái trái này rồi thì cũng xem video của mình cho vui nha. Bây giờ thì mọi người nếu có thích video thì hãy nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ cho mình nha. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin chào tạm biệt mọi người.